Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Văn Sơn dẫn đầu sang thăm, dự hội thảo lý luận giữa hai đảng tại Việt Nam. Bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng việc tổ chức thành công hội thảo lý luận lần thứ 8 giữa hai đảng với chủ đề đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sẽ làm phong phú thêm nhận thức, lý luận về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, thực hiện phát triển bền vững. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả của các cuộc hội thảo lý luận giữa hai đảng, cho rằng việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa hai bên trong quá trình tìm tòi, sáng tạo là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng vì hai nước đã vượt qua những khó khăn để duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, coi việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư Việt Cộng đang chuẩn bị bàn giao nước Việt cho Trung Quốc. Vẫn nước đang lâm nguy và dân tộc sẽ rơi vào vòng nô lệ lần thứ 5 bởi giặc phương Bắc. Đồng bào ơi, hãy mau thức tỉnh và hành động. Trong tiết mục Người dân tự quyết hôm nay, mời quý khán giả theo dõi bài Việt Cộng nhận giặc là cha, bán cả quốc gia, rước giặc vào nhà. Đến lúc này, người dân chúng ta, nếu ai còn nghĩ rằng nước Việt mến yêu vẫn còn, chưa mất vào tay cậu thủ phương Bắc, thì xin quý vị hãy nghĩ lại. Dân tộc Việt trước nguy cơ từng bước bị Hán hóa và sẽ trở thành một tỉnh tự trị, sát nhập vào Trung Cộng đang đến rất gần, chỉ còn vón vẹn có 7 năm nữa. Những người yêu nước ngày đêm lo lắng cho vận mệnh đất nước đang lâm nguy, thì ngược lại đám hậu duệ Việt Cộng vẫn bình chân như vậy, vẫn tiếp tục hướng về phương Bắc, khấu đầu vái lại 16 chữ vàng và 4 tốt, giống hệt cách mà tên đầu đảng Hồ Chí Minh cùng đám lâu la, Đồng Trinh Duẩn Thọ đã từng bán rẻ độc lập chính trị và lãnh thổ quốc gia cho ngoại bang, chỉ mong được vinh thân và làm kiếp tôi mọi bằng mọi giá. Từ khi manh nha cho đến lúc cướp được chính quyền, Việt Cộng chưa bao giờ trân trọng và noi gương truyền thống dựng nước và giữ nước của tiền nhân. Với hơn 4.000 năm văn hiến, nhưng chúng sẵn sàng nhất nhất làm theo chỉ thị của Nga Xô, Trung Quốc trong việc bán nước, giết dân, đạp đổ truyền thống văn hóa của tổ tiên và đưa cả dân tộc vào vòng nô lệ cộng sản. Mác, Lê, Mao, bản chất ngoại lai vong bản của Việt Cộng qua những câu nói của Hồ Chí Minh như bác có thể sai lầm, chứ đồng chí Stalin hay đồng chí Mao Trạch Đông thì không bao giờ sai lầm. Hay Lê Duẩn đã nói, ta đánh Mỹ là đánh cho đàn anh Liên Xô, Trung Cộng. Những tên Việt gian bán nước này đã nhận giặc là cha từ khi cái đảng Cộng sản này còn đang mặc tã, nằm nôi. Khi Việt Cộng cướp được miền Nam năm 1975, ngoài mặt, chúng ra vẻ hả hê trong men say chiến thắng. Nhưng bên trong Việt Cộng phải tự dàn xếp thỏa thuận phương cách trả nợ số lượng vũ khí khổng lồ của Nga Tàu đã cung cấp để cưỡng chiếm miền Nam. Việt Cộng ngồi trên ngai vàng quyền lực được xây bằng núi xương sông máu của đồng loại và đội trên đầu món nợ chi phí chiến tranh. Việt Cộng ra sức vơ vét tài nguyên quốc gia, bắt người dân cả nước lao động cật lực để tạo ra của cải vật chất cho chúng trả nợ vũ khí. Trong những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, Việt Cộng đã bắt dân Việt đi làm nô lệ xứ người qua cái gọi là đi tu nghiệp sinh hay hợp tác lao động ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhưng thực chất là đưa người sang lao động trong các công xưởng, xí nghiệp để trừ nợ cho đế quốc Liên Xô và các chư hầu Đông Âu. Hội nghị Thành Đô giữa Việt Cộng và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu và Liên Xô. Việt Cộng đành quay lại xin tha tội phản bội, tội quyệt nợ và hứa làm thân khuyến mã suốt đời cho Trung Quốc. Theo tài liệu mật mà WikiLeaks công bố về hội nghị Thành Đô năm 1990, phía Việt Cộng có rất nhiều tên dự phần bán nước trong dịp này. Nhưng Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười làm đại diện, bên Trung Cộng có Giang Trạch Dân và Lý Bằng, hai bên thỏa thuận trong đó có đoạn rằng
vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn, đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế khu tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây. Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm, tức từ năm 1990 đến năm 2020, để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. 10 năm sau, Lê Khả Phiêu đại diện Việt Cộng ký kết hiệp định biên giới nhượng đất bán biển cho Trung Cộng, những bước đầu tiên thể hiện tinh thần đưa Việt Nam trở về gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. Càng gần đến mốc thời gian năm 2020, Việt Cộng càng ráo riết xóa tên Việt Nam khỏi bản đồ thế giới. Việt Cộng rước giặc vào nhà, chuẩn bị biến 90 triệu dân Việt phải sống lưu vong ngay trên chính quê hương của mình. Việt Cộng đưa dân quân Trung Quốc lên cao nguyên khai thác bauxit. Những tỉnh thành, đất đai màu mỡ, trù phú, thuận lợi giao thông, Việt Cộng cho dân tàu vào khai ấp lập làng, treo cờ Trung Quốc trên truyền hình, bắt trẻ em học tiếng tàu, giao phó kinh tế đất nước cho Tư Bản Đỏ chẹp điều hành, lũng đoạn, đầu độc dòng giống dân Việt bằng thực phẩm chứa độc tố. Còn lãnh đạo Việt Cộng chỉ việc đi cướp đất của dân lành, bán vàng, buôn tiền, tận thu thuế dân và tham nhũng. Ở Biển Đông, Trung Quốc tha hồ lộng hành, đánh đập, cướp bóc, bắt bớ, giết hại ngư dân. Ban tuyên giáo Việt Cộng chỉ thị cho các báo, đài, phát thanh, truyền hình ca ngợi công đức kẻ cướp ở tận Bắc Kinh. Việt Cộng ru ngủ thanh niên Việt bằng những trò chơi truyền hình vô bổ, khuyến khích thanh niên lối sống thực dụng, ham mê vật chất xa hoa, để quên đi họa mất nước đang gần kề. Việt Cộng tuyển lựa phi tần mỹ nữ trá hình qua các cuộc thi người đẹp, người mẫu, hoa hậu, rồi sau đó biến họ thành gái mại dâm để phục vụ cho thói dâm mưu, tác tráng của các quan chức hoặc làm quà sắc dục cho quan thầy Trung Quốc mỗi lần sang khấu đầu nhận chỉ thị. Việt Cộng theo lệnh Bắc Kinh đàn áp thẳng tay những người dân yêu nước biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Chúng ảo tưởng rằng việc chúng ra tay đánh đập, bắt bớ, xử tù người yêu nước sẽ làm dân chúng khiếp sợ và việc hán hóa dân tộc Việt sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng Việt Cộng đã lầm. Người dân đã hiểu rõ âm mưu bán nước hại dân của chúng, nên cần giải trừ Việt gian cộng sản trước, rồi cùng nhau giữ nước, chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Tôi ngước mắt vọng trời, trời dựng máu, tôi cúi đầu tìm đất, đất ứa lệ, Hoàng Sa thiêng liêng, Trường Sa thiêng liêng, mãi trong lòng đất mẹ, Tổ quốc muôn đời bất khuất Việt Nam. Tìm đất ưa
tôi đạp bằng sóng dữ. Cha ông xưa lừng lấy chiến công, Bạch Đằng, Chi Lăng, Hàm Tử, Đống Đa, âm ầm dậy sóng, Hoàng Sa, Trường Sa. Hãy subscribe.